hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất nó cũng tương tự như vậy, nó cũng sẽ có hai vấn đề nhé. Hoạt động thể chất thì khi mà chúng ta áp dụng vào ấy thì nó sẽ hơi khó một chút, hơi khó một chút. Lý do vì sao? Nếu như mà chúng ta làm đúng thì nó sẽ gì ạ? Ví dụ như chúng ta khám phá bài tập thì nó sẽ không mang tính chất là thể chất nữa đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ gọi là thiết kế và áp dụng cụ tập, nó cũng không mang tính chất là thể chất nữa. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta tiến hành giáo dục STEAM về hoạt động thể chất, chúng ta chỉ cần gọi là cung cấp thêm cho trẻ một vài các yếu tố liên quan đến tính khoa học của cái tập luyện của cái hoạt động vận động đó. Thứ hai là tính kỹ thuật của vận động đó. Rồi chúng ta cũng có thể thêm một chút về tính đo lường. Rồi cũng có thể thêm một chút về yếu tố công nghệ liên quan đến dụng cụ tập. Nhưng nó sẽ rất khó để chúng ta có thể coi đó là một hoạt động STEAM một cách hoàn toàn, nghĩa là theo định hướng thì được. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy trẻ làm trung tâm và cho trẻ khám phá thêm về cái tính chất của cái vận động đó. Hình dung như thế này nhé các cô nhé. Nếu như một hoạt động thể chất bình thường bao giờ cũng vậy. Các cô sẽ gì ạ? Giới thiệu bài tập, đúng không ạ? Sau đó thì cô sẽ hỏi sẽ có trẻ nào tập được không. Sau khi mà trẻ có tập được hay không thì sau đó thì cô bắt đầu cho trẻ tập thử. Trẻ tập mà xong thì cô sẽ cùng với các bạn sẽ phân tích xem là trẻ sẽ làm như thế có được hay chưa. Rồi các cái cách để động tác cho làm sao. Sau đó thì cô sẽ tập mẫu. Lần một cô không phân tích, lần hai cô phân tích. Sau đó thì cô sẽ cho trẻ lại lên tập thử lại. Sau đó thì mới bắt đầu để cho trẻ tập luyện này, thi đua rồi nâng độ khó. Ví dụ như thế. Đấy là đối với một hoạt động thể chất bình thường. Thế còn nếu mà theo định hướng STEAM ấy thì bắt buộc các cô sẽ phải có cái phần khám phá về cái vận động tập đó. Đấy. Hoặc là khám phá về cái dụng cụ tập đó. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cách, đúng không ạ? Một là khám phá về dụng cụ tập, hai là khám phá về vận động tập. Đấy. Thông thường thì các cô luôn luôn tiến hành nó ở phần khám phá gì ạ? Dụng cụ tập. Vì nó sẽ dễ hơn cho các cô. Đấy. Việc phần khám phá dụng cụ tập nó sẽ dễ hơn cho các cô. Ví dụ như này, sau khi mà chúng ta làm cái phần gọi là khởi động xong thì có thể trẻ sẽ dừng lại một chút, sau đó thì cô sẽ bắt đầu tập bài tập vận động cơ bản. Đấy, thông thường thì các cô hay nói là xin chào mừng các con đến với chương trình hội khỏe chẳng hạn, thế nó giới thiệu rất là hoành tráng ngay từ đầu. Sau đó thì cô bắt đầu là bài tập đầu tiên bắt đầu cho trẻ tập đi vòng tròn rồi đi các kiểu. Sau đó thì đến bé vui khỏe có ích bắt đầu là tập bài vận động phát triển chung, sau đó đến vận động cơ bản. Và phần thứ vận động cơ bản này thì các cô sẽ thường tiến hành như sau. Các cô sẽ đưa các cái dụng cụ tập ra cho trẻ khám phá cách tập. Đấy, khám phá cách tập. Sau đó thì các cô mới bắt đầu là giới thiệu như là mình nói ở chương trình truyền thống. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn tiến hành á, nếu như chúng ta muốn tiến hành theo định hướng STEAM thì ngay từ đầu tiên cái dụng cụ tập đó nó đã phải được đưa vào rồi. Đấy, ngay từ lần đầu tiên thì cái dụng cụ tập đó nó phải đưa vào rồi. Ví dụ nếu như mà chúng ta tập bằng bài tập liên quan đến gọi là ném túi cát chẳng hạn, thì mình khuyên các cô nên cho trẻ vận động nhiều hơn với cái túi cát đó. Ví dụ như là có thể cầm túi cát để tập bài tập phát triển chung, rồi cầm túi cát để đi chạy các kiểu, như kiểu chúng ta làm các bác kỹ sư xây dựng vận chuyển ấy, chẳng hạn như thế. Rồi nếu mà vòng cũng thế, ngay từ đầu tiên đi đã, mỗi trẻ đã cầm một vòng để trẻ có thể khám phá nhiều hơn đến cái dụng cụ tập đó, thì đó mới chính là STEAM. Chứ còn nếu mà đến cái lúc mà chúng ta đã tập vận động với rất là nhiều thứ rồi, đến tận đến bài tập chúng ta mới đưa cái vật dụng cụ vào, thì nó không phải là khám phá, nó không phải là nam e nữa, mà nó vẫn rất là truyền thống. Thế thì trong các cái dụng cụ tập của các cái bài tập của mầm non, chúng ta sẽ thấy có một vài các cái bài dụng cụ như sau. Ví dụ như là gậy này, ví dụ như là vòng này, đấy, rồi túi cát này, những cái đó chúng ta có thể cầm được, hoặc là bóng chúng ta có thể cầm được, nhưng có những cái dụng cụ mà chúng ta không thể cầm được, ví dụ như là gọi là đi trong đường hẹp đường thẳng ấy, thì chúng ta lại phải làm thế nào để thiết kế. Thế cô chúng ta cũng phải có cái đường hẹp để cho các con đi theo cái đường như thế, để các con có thể khám phá được cái mục sơ đồ tập, khám phá được cách tập, thì đó mới gọi là theo định hướng STEAM. Và trẻ sẽ nắm được rằng là với cái dụng cụ này trẻ sẽ sử dụng bằng được rất nhiều cách, và cái cách nào là cái cách mà cho các con hứng thú nhất, thì đó mới chính là chúng ta khám phá dụng cụ tập. Thế còn khám phá về bài tập thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải cung cấp được cho trẻ là gì để mà bật xa ấy, thì các con sẽ phát triển được cơ chân đấy, và bật làm như thế nào để bật xa nhất có thể đấy, thì lại phải cung cấp được cho trẻ được cái điều đó, thì đó mới là áp dụng STEAM vào trong cái lĩnh vực phát triển thể chất đấy. Thì đấy là cái gợi ý của mình dành cho các cô. Thế còn như thế nào chúng ta còn tùy thuộc vào bài tập. Ví dụ như này nhá, nếu như là bò thì chúng ta sẽ làm như nào, ví dụ thế. Nếu là bò thì chúng ta sẽ cho trẻ khám phá cái gì, chúng ta sẽ cho trẻ khám phá về bài tập hay là khám phá về dụng cụ tập đấy chẳng hạn như thế. Thì đối với bài bò thì chúng ta có thể khám phá về bài tập đấy, thì khi đó thì chúng ta sẽ cho trẻ thấy được là trẻ sẽ được bò với các con đường khác nhau đấy, bò với các con đường khác nhau.